Bạn đều biết rằng câu hỏi làm thế nào để giải phóng hoàn cảnh của chính mình thì đây là một trong những cái câu hỏi mà rất phổ biến. Vì sao lại phổ biến? Là bởi vì có rất nhiều người đang bị bế tắc và có rất nhiều người đang có xuất phát điểm thấp và có rất nhiều người đang khát khao làm thế nào để mình giải phóng hoàn cảnh của mình từ vị thế thấp, từ hoàn cảnh khó khăn, rồi từ con số 0 mà có thể trở nên có một cái vị thế tốt hơn, đó là có vốn tốt hơn, rồi tự do hơn. Và trong quá trình huấn luyện trong vòng 5 năm qua thì tôi đã gặp rất nhiều những cái câu hỏi như thế này, và đa số những người đến với cộng đồng của chúng ta đều có hoàn cảnh tương tự. Tuy nhiên, chúng ta đã giải phóng được rất nhiều cái hoàn cảnh khác nhau và họ đến đây với nhiều ngành nghề, nhiều cái cấp độ, trình độ khác nhau. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn cái bí quyết để các bạn có thể giải phóng cái hoàn cảnh của mình, dù cái hoàn cảnh đó là hoàn cảnh như thế nào. Trước khi đi vào á, thì tôi muốn kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện điển hình về một trong những người bạn, những học viên mà đã trải nghiệm thực tế và đồng hành với tôi. Thì bạn trẻ này á là đăng ký chương trình là khi bạn ấy chưa bắt đầu học đại học, tức là khi bạn ấy chưa bắt đầu thi tốt nghiệp cấp 3, các bạn nói không ạ? Tức là bạn ấy đăng ký chương trình coaching khi chưa thi tốt nghiệp cấp 3. Có người rõ chưa? Có nghĩa là bạn ấy nộp học phí, đăng ký tiền nộp học phí khi chưa mà tốt nghiệp cấp 3. Có người rõ chưa? Nộp học phí khi chưa thi tốt nghiệp ạ. Thì bạn ấy có nói với tôi như thế này này: thầy cho em đăng ký nộp học phí và đăng ký trước, khi mà sau đó em sẽ dừng thời gian 1 đến 2 tháng và để em tập trung em thi tốt nghiệp, và khi tốt nghiệp xong thì em sẽ liên hệ lại với thầy để mà tiếp tục học. Mọi người rõ không? Để mà bắt đầu học. Bạn này đăng ký ở thời điểm này thì các bạn biết là khi đang còn rất trẻ và bạn ấy có một cái khát khao rất là lớn. Thì tôi mới nói với bạn ấy là tại sao em lại đăng ký chương trình này. Thì bạn ấy có nói là em đã theo dõi thầy từ rất lâu và đã chứng kiến rất nhiều cái câu chuyện thành công của những người mà trong cộng đồng, và cũng có hỏi han rồi nói chuyện với những anh chị trong cộng đồng, cho nên là em muốn rằng khi mà em tốt nghiệp xong cấp 3 thì em phải bắt tay vào xây dựng cái sự nghiệp của trên internet ngay, chứ em không để nó mất thời gian, ok chưa, nó không để nó lãng phí mất thời gian. Thì sau này bạn ấy bắt đầu vào học thì đầu tiên bạn ấy cũng được học một một. Thì chính vì học một một á, cho nên là tôi mới hiểu được tính cách của từng người. Thì bạn ấy là người như thế nào, mong muốn như thế nào. Đó. Nhưng mà xuất phát điểm của bạn này là gì? Các bạn nhớ này. Và thì theo các bạn, thì bạn này khi mà bắt đầu vào 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 đại học như vậy, thì các bạn ấy có vốn, bạn này có vốn không? Bạn này có vốn không? Chắc chắn là bạn này không có vốn. Vốn này là không đồng, được chưa? Không đồng, ok.
vốn của bạn ấy là không đồng, được chưa nào? Thứ hai đó là gì? Bạn này có một cái lợi thế, đó là bạn ấy có thời gian, có thời gian. Và chắc chắn rằng những cái người mà ở vị thế thấp á, thì thường lại có rất nhiều thời gian. Họ có một cái tài sản đó là thời gian, rất là nhiều. Mọi người đồng ý không ạ? Đó thì ông này ông cũng có là vốn là không đồng, nhưng mà lại có thời gian, có thời gian. Và lúc đó thì bạn ấy chưa có một cái kỹ năng lõi gì cả, tức là bạn ấy chưa có một cái kỹ năng lõi hay gì 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 cả, được chưa? Vậy thì vốn không đồng tức là tiền là không có, thứ hai nữa là có thời gian, có thời gian. Nhưng mà khi bạn vào chương trình, khi bạn vào chương trình, bạn ấy vào chương trình, được chưa? Vào chương trình ấy, thì bạn ấy phát triển thêm một nguồn vốn nữa, đó là mối quan hệ. Thì điều đặc biệt ở bạn này á, điều đặc biệt ở bạn này này, đó là tất cả các sự kiện mà ví dụ như bản thân tôi ra Hà Nội là bạn ấy cũng đều có cơ hội mong muốn gặp gỡ với tôi và đội nhóm. Tất cả các sự kiện họp bạn đều có mặt hết. Mọi người rõ không đó? Tất cả các sự kiện, sự kiện, sự kiện này lớn nhỏ đều có mặt. Ok, tất cả các sự kiện lớn nhỏ thì bạn ấy đều có mặt cả. Thì kể cả đi chơi với các anh, ví dụ như là thường là chúng ta sẽ ăn tối sau đó sẽ giao lưu, thì gần như là bạn ấy đều giao lưu với anh có mặt, đều giao lưu với các anh và có mặt đầy đủ hết. Và tôi theo dõi thì thấy là bạn ấy đều tham dự tất cả các chương trình kết nối của cộng đồng của chúng ta. Và đặc biệt đó là các bạn biết không, ngày hôm nay bạn ấy đang còn ngồi đến ghế nhà trường, thì tôi trong quá trình mà tôi làm việc riêng với bạn ấy á, trong quá trình mà tôi làm việc riêng với bạn ấy, thì tôi quan sát thấy là bạn ấy ở trong một cái ký túc xá là có bốn người, ở trong một cái ký túc xá là bốn người. Thì khi mà bạn ấy làm việc riêng với tôi coaching một một với bạn ấy, thì tôi nhìn thấy đó là ba bạn đằng sau, người thì nằm nghiêng, người thì nằm ngả, người thì cồi trần trong cái căn phòng đó. Thì tôi chỉ nhìn thấy bạn ấy là đeo tai phone và lắng nghe cái sự coaching của tôi, lắng nghe sự coaching của tôi. Thì tôi mới nói là, tôi nói bạn ấy như thế này này: sự khác biệt của em với ba bạn còn lại á, nó không rõ ràng trong vòng một năm đâu, mà sự khác biệt rõ ràng á, nó sẽ sau 2 năm thì em mới thấy sự khác biệt giữa em với ba người bạn đó nó khác biệt lớn như thế nào. Ngày hôm nay em đang còn dành thời gian để nhìn vào ước mơ của mình, em đang dành thời gian để mà học tất cả những cái sức bật lớn nhất trong cuộc sống của chúng ta. Em đang dành thời gian để xây dựng những mối quan hệ với những người mà đã rất là thành công trên Internet, trong cộng đồng của chúng ta. Và em đang còn dành rất nhiều thời gian để mà hoàn thiện bản thân mình. Thì những người khác họ đang còn rong chơi, họ đang còn nghĩ về cách làm sao mà bố mẹ gửi tiền lên để mà mình sử dụng trong những ngày ngày tháng đó. Còn em đã nghĩ ra cách để mà xây dựng cái tương lai của mình ngay từ bây giờ. Thì sự khác biệt của em với những người còn lại nó sẽ là sau 2 năm thì em sẽ thấy sự khác biệt. Thì các bạn thấy là ngay cả những cái sự kiện mà ở Sài Gòn, ở Bình Dương mà chúng ta sắp diễn ra đây,
thì bạn ấy cũng ở ngoài Hà Nội nhưng mà bạn ấy vẫn sẵn sàng có mặt, đó. Và kết quả thì các bạn nhìn thấy trong cái tin 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 nhắn đó, đó là bạn ấy đã từ một người vốn không đông rồi này, không đông này, đó, và bạn đã xây dựng lên 8.000 đô. 8.000 đô mình nhiều nôm na nó sẽ là tương đương với 200 triệu đi, mình tính nôm na là 200 triệu. Thì lúc ban đầu tôi tư vấn cho bạn ý là việc quan trọng đầu tiên của em đó là em phải có tiền mặt, em phải có nguồn tiền, đúng nào, em phải có nguồn tiền. Thì các bạn đều biết rằng để nắm bắt được các cơ hội thì chúng ta cần 3 yếu tố. Yếu tố thứ nhất đó là kiến thức, yếu tố thứ hai đó là kinh nghiệm, và yếu tố thứ ba đó là tiền mặt. Vậy thì việc quan trọng đầu tiên đó là làm sao để xây dựng cái tiền mặt lên, để xây dựng cái nguồn vốn lên. Vậy thì bây giờ đặt ra một câu hỏi, đó là bạn ấy có vốn không đồng, đúng không? Bạn ấy có vốn không đồng đó, và bạn ấy có thời gian và bạn ấy lại có mối quan hệ. Vậy thì bây giờ nguồn vốn của bạn ấy nó khác ở chỗ như thế này. Các bạn nhìn thấy nhé. Bây giờ nguồn vốn tôi sẽ tổng hợp lại nguồn vốn của bạn ấy này, nguồn lực của bạn ấy này. Được chưa? Nguồn lực bạn ấy. Thứ nhất, đó là vốn là không đồng nhé. Vốn không đồng. Vốn không đồng thì nhiều người vốn không đồng lắm. Cái thứ hai, đó là gì? Bạn ấy có thời gian. Có thời gian này thì nhiều người có lắm, mà những người mà đang vốn không đồng thì thường hay có nhiều thời gian. Tiếp theo đó là gì? Bạn ấy, vì bạn ấy tham gia cái chương trình này cho nên bạn ấy có kiến thức, biết tập trung vào đâu nhỉ. Biết tập trung vào đấy. Tiếp theo nữa đó là gì? Tiếp theo nữa đó là gì? Đó là bạn ấy có mối quan hệ. Được chưa? Mọi người rõ. Những kết nối, những mối quan hệ chất lượng cao. Thì bạn biết rằng ngay cả bạn ấy mới 18 tuổi, đang sinh viên thôi, nhưng bạn ấy tham gia vào một cái cộng đồng mà có hàng chục người là triệu phú trong cộng đồng này, thì đó là một trong những lợi thế rất là lớn. Để thành công trong cuộc sống, chúng ta cần có một cái nhóm trí tuệ ưu tú để hỗ trợ cho chúng ta. Thì rất là tuyệt vời, đó là khi bạn này bạn ấy tham gia vào cộng đồng thì bạn đã nhìn thấy được cái sức bật đó, những mối quan hệ tuyệt vời đó, và bạn ấy tham gia. Được chưa? Những mối quan hệ chất lượng. Đấy, vậy thì các bạn biết không? Ngày hôm nay bạn ấy đã có này. Thứ nhất, vốn không đồng, đây là không nói nha. Bạn ấy có thứ nhất là nguồn lực, thứ nhất là thời gian này. Nguồn lực thứ hai là kiến thức. Kiến thức này. Và nguồn lực thứ ba là những mối quan hệ chất lượng cao này, được chưa? Mối quan hệ chất lượng cao. Rồi. Mối quan hệ chất lượng cao. Tiếp theo đó là gì? Đội ngũ, đó là thầy và đội ngũ hỗ trợ. Ngũ hỗ trợ 24 đến 24. Đấy. Thì đây chính là nguồn lực của bạn ấy có. Mọi người nhớ không ạ? Đây chính là nguồn lực của bạn, bạn ấy đã xây dựng, đã biến chuyển và xây dựng nhé. Chúng ta hiểu đâu, hiểu như vậy. Đã biến chuyển và xây dựng. Đấy. Đã biến chuyển và xây dựng. Vậy thì bây giờ cái nguồn lực, bây giờ vậy thì theo các bạn thì bạn này còn thiếu cái gì? Tiền thì bằng không rồi, thời gian cũng bằng không rồi, kiến thức rồi, những mối quan hệ chất lượng cao rồi, thầy và đội ngũ hỗ trợ túc trực 24 đến 24 rồi. Rồi, vậy thì bây giờ bạn này cần thiếu cái gì để giải phóng hoàn cảnh của mình? Theo bạn thì bạn này thiếu cái gì nữa? Để giải phóng hoàn cảnh của mình thì chắc chắn rằng chúng ta phải tạo ra thu nhập thì chúng ta mới giải phóng được.
Còn các bạn nhớ là nếu mà chúng ta không tự giải phóng được mình mà nhờ sự cứu trợ của người khác mà nội lực không có thì sau này nó lại trở về hoàn cảnh như vậy. Mọi người rõ không ạ? Có nghĩa là có thể chúng ta sẽ được ai đó đưa cho chúng ta một số tiền, nhưng mà nội lực của chúng ta không tạo ra số tiền đó, thì khi chúng ta tiêu hết số tiền đó thì nó lại trở về trạng thái bình thường, thì chúng ta vẫn không giải phóng được hoàn cảnh của mình. Mọi người đồng ý điều đó không? Mọi người đồng ý không ạ? Có nghĩa là nếu chúng ta không tự giải phóng được hoàn cảnh của mình mà chúng ta phải nhờ một nguồn tiền nào đó hỗ trợ mà chúng ta lại không có nội lực thì chắc chắn nó lại trở về hoàn cảnh cũ. Vậy thì bây giờ tôi đặt câu hỏi các bạn. Vậy thì bạn ấy thiếu cái kỹ năng gì để tự giải phóng hoàn cảnh của mình? Bạn ấy thiếu kỹ năng gì để tự giải phóng hoàn cảnh của mình? Theo bạn là bạn ấy thiếu kỹ năng gì để tự giải phóng hoàn cảnh của mình? Ừ. Thiếu cái gì nữa? Bạn thiếu cái gì để giải tự giải phóng của mình? Bạn thiếu cái gì? Thì đây là cái mà bạn thiếu này. Tôi đặt ra một câu hỏi, đó là em thiếu điều gì để mà em tự giải phóng được hoàn cảnh của em, trong khi đó em có vốn rồi, em có thời gian rồi, có kiến thức rồi, những mối quan hệ chất lượng cao rồi, thầy và đội ngũ hỗ trợ, thì em thiếu cái gì? Thì tôi phải hỏi bạn ấy như thế này này. Tại sao một người họ có thu nhập, họ có thu nhập là vì họ giải quyết được một vấn đề nào đó, đúng không? Vấn đề nào đó được chưa, giải quyết được một vấn đề nào đó. Mà để giải quyết được một vấn đề nào đó, được một vấn đề nào đó để giải quyết được một vấn đề nào đó thì bạn ấy phải có một kỹ năng nói, được chưa? Phải có một kỹ năng nói. Vậy thì cái key ở đây có nghĩa là gì? Cái key ở đây đó là cái key kỹ năng nói. Kỹ năng nói. Được chưa nào? Key ở đây chính là cái kỹ năng nói. Được chưa? Vậy thì tôi có nói bạn ý là việc của em bây giờ là làm thế nào để tôi đào cho bạn ấy một bài tập, đó là bằng tất cả mọi cách, bằng tất cả mọi những cái phương án và 6 sức bật mà em có được khi em đồng hành cùng một cộng đồng này, làm thế nào để em có được nguồn vốn 5.000 đô, 10.000 đô với 6 sức bật mà em được học từ cộng đồng này, mà từ cộng đồng này có, thì làm cách nào để em có thể xây dựng được nguồn vốn từ 0 đồng lên 10.000 đô hay 5.000 đô. Thì điều đó có nghĩa là em phải có kỹ năng nói, và em nhớ một điều để cho nó linh hoạt, đó là việc của em là giải phóng hoàn cảnh, làm thế nào để tự giải phóng hoàn cảnh của mình chứ không phải là làm cái gì. Câu hỏi cốt lõi của em là như vậy. Mọi người rõ chưa? Đó thì khi mà được tôi tư vấn như vậy thì bạn ấy đã rất là linh hoạt, bạn ấy đã sử dụng những cái nguồn lực ở đây các bạn ơi, nguồn lực, những cái nguồn lực ở đây
đấy, những cái quyền lực, thời gian, kiến thức, mối quan hệ, thầy và đội ngũ hỗ trợ, và sau đó bạn ấy đã giải phóng được hoàn cảnh của mình, tự giải phóng được hoàn cảnh của mình. Vậy thì đây là khi bạn ấy đi lên mà xây dựng được cái số số vốn là 8.000 đô, được chưa nào? Tự mình đi lên và xây dựng được 8.000 đô. Vậy thì nếu bây giờ được 8.000 đô này mất đi và trở về trạng thái không, thì bạn ấy xây lại đi, thì bạn ấy lại còn có một cái nguồn 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 lực nữa, nguồn lực mới. Nguồn lực mới là gì? Là kinh nghiệm. Ok nhỉ? Thì chắc chắn là bạn ấy sẽ tự giải phóng được hoàn cảnh của mình lần thứ hai. Tự giải phóng nguồn mình hả? Vậy thì cái key ở đây là bạn muốn giải phóng được, tự giải phóng được hoàn cảnh của mình ấy. Bạn muốn tự giải phóng được hoàn cảnh của mình thì bạn phải biết được đó là kỹ năng lõi nào của mình sẽ tạo ra thu nhập. Kỹ năng lõi nào của mình sẽ tạo ra thu nhập.